nữ ca sĩ kể chuyện bị bắt nạt, ngược đãi. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Anh Rebecca Ferguson kể chuyện từng bị bắt nạt tồi tệ, ngược đãi trong ngành công nghiệp giải trí đến mức nhiều người lo sợ cô sẽ tự kết liễu cuộc đời. Trang Daily Mail đăng tải về Rebecca Ferguson, 36 tuổi, trước đó đã vận động để thành lập một tổ chức nhằm đảm bảo phúc lợi cho nghệ sĩ. Cô cũng đã đứng lên kêu gọi Ofcom, cơ quan giám sát truyền thông Anh, tiến hành điều tra các chương trình truyền hình thực tế để đảm bảo an toàn cho các thí sinh khác trong tương lai. Tôi từng bị bắt nạt tồi tệ đến mức nhiều người lo ngại tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời. Tôi nhớ có lần được giao bản hợp đồng dày như kinh thánh nhưng lại không có cơ hội đọc nó mà buộc phải ký tên. Nhiều bàn tay đặt lên vai, tôi buộc ký dù trong đầu tôi đã vang lên, cảnh báo rằng sẽ hối hận nếu đặt bút vào hợp đồng, Rebecca Ferguson cho biết. Cô nói thêm lúc đó chỉ mới 23 tuổi, mẹ đơn thân của hai đứa trẻ, luôn nghĩ rằng buổi diễn là cơ hội duy nhất trong đời. Rất khó để có sự phản kháng hay chọn lựa khác. Ngày 7 tháng 6, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân Twitter, bức ảnh chụp, thư điện tử gửi đến đài ITV và Ofcom năm 2021 để khiếu nại liên quan đến cách đối xử với thí sinh trong các chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, những nỗ lực của cô đã bị từ chối, không có cuộc điều tra nào được thực hiện. Thời điểm đó, cô đã khiếu nại việc các thí sinh bị thao túng tâm lý, lạm dụng tinh thần, bị bắt nạt đến mức bật khóc. Các thí sinh bị ép phải ký hợp đồng với công ty quản lý mà không có tư vấn pháp lý độc lập, không có quyền tự do lựa chọn. Mặc dù cuộc sống của tôi đã thay đổi và sự nghiệp đang phát triển nhưng tôi rất lo lắng cho các thí sinh tương lai và phúc lợi của họ. Tôi tin rằng Ofcom cần điều tra khẩn để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong các chương trình này, Rebecca Ferguson nhấn mạnh. Đại diện phát ngôn của Ofcom cho biết họ đã phản hồi với Rebecca Ferguson và đã gặp cô trao đổi nhiều lần năm 2021. Họ cũng đã giải thích cho nữ ca sĩ. Nhạc sĩ này hiểu rõ về các quy định pháp luật và gợi ý cô chuyển khiếu nại đến ITV cũng như các cơ quan quản lý có thẩm quyền thích hợp. Phía đài ITV cũng tuyên bố họ cam kết thực hiện quy trình phù hợp để bảo vệ sức khỏe tinh thần và phúc lợi cho thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế. Họ cũng trả lời cho Rebecca Ferguson những chi tiết các thỏa thuận phúc lợi, tư vấn pháp lý, quản lý, chăm sóc hậu chương trình thời điểm cô tham gia nhân tố bí ẩn, X Factor. Rebecca Ferguson được biết đến là á quân nhân tố bí ẩn năm 2010. Cô hiện có 5 album phòng thu, thực hiện 7 chuyến lưu diễn. Cô có nhiều ca khúc đình đám.